Xin chào các bạn, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình tiếng Việt lớp 2. Các con thân mến, ở tiết học trước, chúng mình đã cùng nhau nghe viết, luyện từ và luyện câu. Trong bài học hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng bước sang những phần mới. Đầu tiên là nói và nghe. Bài tập thứ nhất, các bạn sẽ đóng vai là bò rùa. Trong câu chuyện bò rùa tìm mẹ, nhờ có các bạn như ông, kiến, rùa rái cá mà cậu ấy mới có thể tìm thấy được mẹ của mình bà rùa rất biết ơn những người bạn con hãy đóng vai là bò rùa và nói lời cảm ơn cùng lời chào đến với những người bạn của mình trước khi về nhà cùng mẹ nhé các con đã làm rất tốt ở trường hợp này chúng mình có nhiều cách để nói lời cảm ơn và lời chào các con có thể nói lời cảm ơn trước hoặc lời chào trước và ngược lại tuy nhiên khi nói lời cảm ơn như cô đã hướng dẫn ở những video trước chúng mình cần có thái độ trân trọng biết ơn một cách chân thành chứ không qua loa hay đùa cợt ở đây chúng ta có thể nói chào các bạn tớ về đây cảm ơn các bạn đã tìm mẹ giúp tớ nhé. Hoặc cảm ơn các bạn đã tìm mẹ giúp tớ. Chào mọi người, tớ về đây. Với hai câu này, thứ tự lời chào và lời cảm ơn có sự thay đổi. Ở câu thứ nhất, lời chào trước, sau đó là lời cảm ơn. Còn ở câu thứ hai thì ngược lại. Tuy nhiên, chúng mình sử dụng như thế nào cũng đúng. Bên cạnh đó, chúng mình cũng có thể nói thêm về lời hứa hẹn gặp mặt, ví dụ như Cảm ơn các bạn đã tìm mẹ giúp tớ, chào mọi người, tớ về đây, hẹn gặp lại. Lời chào và lời cảm ơn là những lời nói rất cần thiết và được mỗi chúng ta sử dụng hàng ngày. Chính vì thế, chúng mình cần hết sức lưu ý về cách dùng sao cho hợp lý nhất nhé bài tập tiếp theo các bạn cùng nhau thực hành cách đáp lời từ chối trong cuộc sống không phải lúc nào mọi yêu cầu ý kiến hay đề nghị của chúng ta đều được người khác đồng lòng chấp thuận hay thực hiện sẽ có những trường hợp chúng mình bị từ chối vậy làm thế nào để các con đáp lại lời từ chối ấy các bạn cùng đến với trường hợp sau đây nhé bà nhỏ nói với bố bố ơi cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ à? cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ à. để tuần sau nhé có thể thấy ở đây bạn nhỏ nhờ bố đưa mình đi nhà sách vào cuối tuần nhưng thật không may là bố bệnh vì thế bố đã từ chối và hẹn vào tuần sau các con hãy đóng vai là bạn nhỏ và đáp lại lời của bố nhé trong trường hợp này chúng mình cũng có nhiều cách để đáp lại lời của bố ví dụ như vâng ạ à, con cảm ơn bố hoặc dạ vâng con biết rồi cảm ơn bố có thể thấy dù là trả lời theo cách nào thì chúng mình cũng cần phải lễ phép Bên cạnh đó, con biết nói lời cảm ơn, dù bị từ chối, chúng ta cũng cần có thái độ hòa nhã, tránh việc nói trống không hay mất lịch sự. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.